Xin chào anh em nhé. Nay Đức Bình xin review cho anh em là cái lá côn của con Matiz 3 nhé. Đây hàng Valeo. Mặt trước mặt sau của nó. Về hình dạng thì là bàn ép lá côn VT gần giống nhau hết. Nhất là bàn ép lá côn. Đấy. Chỉ kích thước là khác nhau và số răng này khác nhau này. Đó. Số răng này khác nhau này, mình quay cận để cho anh em có cần đếm ra răng của nó thì các bạn đếm răng được nhé. Ok. Rồi ok, xin chào anh em nhé.